xào. Không, con lai chữ con lai chim á là lai bên trang, còn cái nick nãy là nick thơ quan thì không có camera rồi, đến nick này mới có. Chào, ok, rồi lên đi. À, xin chào mọi người ở dưới nha. Rồi. Thấy hai ông già nói chuyện vui quá, phái 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 rồi đó. Chơi tội nghiệp chú Peter Phượng, thương chú Peter Phượng quá. À, thấy chú Peter Phượng nói chuyện là hiểu, con hiểu phần nào Nói là làm cũng chi có tôi những cái lắng khó vậy. khăn của chú, khó khăn của bên đó. Đôi khi muốn nói lên nó có nhiều vấn đề mà cũng có những cái không thể nói thẳng thắn được, con hiểu mà đúng không? Ừ, Có đúng những cái rồi. nó rất là khó khăn, mình hiểu chuyện đó. À, hôm nay bố có vấn đề gì không, muốn là chia sẻ, vấn Thì đề gì đó hỏi thì không con? không có hỏi, tao chỉ hỏi vấn đề là thứ nhất là coi như vấn đề ở thành phố chúng mình là nghe đồn là trên 18 tuổi là nó chích hầu như là hết rồi, còn chỉ một số tao coi cái tin của cái thằng Trần Huấn Nguyễn thì nó nói còn một số xóm đạo, tức là những cái người ở trong xóm đạo mà thứ nhất là ở Gò Vấp là họ không có chịu chích vaccine của Trung Quốc, À. họ chờ cái xuất phát vaccine mà của Mỹ của Anh họ chích, nhưng mà thì kệ họ, rất là quyền tự do cá nhân thôi. Nhưng nó có cái chỗ này là mấy bữa nay thì những người ở xóm đạo đã bị lây nhiễm và đã chết một số khá đáng kể, thì hôm nay ngược lại họ ùn ùn họ đòi chích bất si vaccine nào cũng chích, kể cả vaccine Sinopharm. Họ chờ đợi và họ chích một cách đông khủng khiếp, bởi vì tất cả mọi người trong hồi xưa giáo dân họ nghe nghe lời cha đừng có chích ruột của Trung Quốc rồi kia đủ, bây giờ chết dữ quá thì họ đùng đùng họ lại ra chích một lần bùng động và cái số lượng nó quá tải, thì cái điều đó có hay là không, hoặc là rồi tình hình dịch bệnh của thành phố mình nó thuyên giảm như thế nào, rồi những người hiện giờ nó có cái con thấy là họ có cái sự cách ly giãn cách nó có hiệu lực hay là không, rồi bộ đội vào trong mà khi mà phát thức ăn cho dân chúng á, trong đó có dược, bên nào ta mới coi một cái phần thì người nhỏ góp việc nhỏ, người lớn góp việc lớn, tức như là tháng này ta mới coi một cái con cao bằng lan thì nó cũng gom được mấy chục triệu đó, rất là nhỏ chứ không có lớn gì, nhưng mà nó phát những cái nó biết là những cái khu vực nào đó mà họ đang thiếu lương thực hoặc là những hoàn cảnh khó khăn đó thì người ta phát trực tiếp, cái đó nó không có thông Dạ. qua gì cả, bởi vì số tiền nhỏ quá nhỏ mà người ta tự động người ta hiến, người ta cái đâu phải đây không ai quyên tiền, đó là tiền của Dạ. bỏ ra cho nên người ta không cần phải sao kê, đúng không, như tao tao đâu Dạ. cần sao kê, mày nghĩ mày coi một bà tao một tháng đưa 200, năm bà là đưa là năm là 1.000 đô, 1.000 đô một Dạ. tháng là coi như là 20 mấy triệu một tháng, mà tới mà từ 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 lâu rồi tới giờ tới cuối đời luôn, thì mày nghĩ ngày nào tao cũng phát đi bộ, ngày tháng này tao cũng phát đi bộ, tao phát cho gái không à, được. Cái đó có đâu cần sao kê đâu, đúng không, miễn đêm về đó mà có nuôi miệng ăn là đúng là từ thiện rồi, đúng không. Báo bố nó vui thôi, chứ thật chắc thì con có biết cái gì ở Việt Nam mà tình hình dịch bệnh thì cho nó có một cái cách là hơi nó thông tin hơi chính xác chút, thì con tuyên bố cho bố nghe về cái gì. Dạ thì trước mắt cái này là bố về vấn đề mà như bố nói là cái tình hình dịch có tiến triển, có khả quan gì hay không á, Đúng rồi. thì cái đó rõ ràng là có bạn, mà nó cụ thể là tức là những cái số ca tử vong á nó xuống rất là thấp, tức là Giảm hiện tại giảm như rồi. hay hôm nay và dạ, hai mà tính từ hôm qua đến nay 24 tiếng á, thì thành phố Hồ Chí Minh còn được là 160 ca, nó không Ồ, như vậy mấy ngày ba trước là ba trăm tới mấy hả? Ba trăm mấy hả? hai trăm mấy, ba trăm mấy, không hai trăm mấy, 300, nghe thấy ghê Nghe rồi. ghê Thì hả? còn được 100 xuống 160 thì cái Vậy đó tín là hiệu đáng mừng, tốt à, đáng tốt à. thì hy vọng càng ngày nó sẽ càng xuống và nó lên được cái tính hiệu quả của cái việc mà giãn cách xã hội đó. Còn về thứ hai về vấn đề vaccine, vaccine thì cũng xin chia sẻ với bố mọi người thế này, theo góc nhìn cá nhân con nha, thì đúng đúng trước đây cũng có nhiều người họ bị nghe thế này nghe thế kia, họ họ bài vaccine tàu, thì bố cũng biết rồi, người Việt mình đa số là nếu mà nói người dân bình thường á thì đúng, nhiều khi yếu tố Trung Quốc thì họ cũng dị ứng, mình hiểu chuyện đó. Hiểu. Nhưng mà ở đây á có một cái họ không hiểu thế này nè, kể cả các thành phần chống phá bên đó đó, không biết họ không hiểu hay họ cố tình họ đánh phá, nhưng mà bố với mọi người công nhận với con điểm này không, con chỉ nói thế này thôi chắc mọi người sẽ hiểu nè. Đối với luận điệu của bọn họ thì lúc nào họ cũng nói là cái con virus này là từ ở đâu ra, đúng không, đúng không? Đối với quan điểm của họ thì có một điểm nữa họ không chịu hiểu, một điều ai có độc dược thì người đó có thuốc giải,
Ta đâu có hiểu góc độ. Nhưng rồi. Mà nó cố tình nó xuyên tạc thôi. Tao nghĩ thì đó. Và đó. Ở đây ở xứ này tất cả mọi sự mà thông tin về vaccine hầu như nước Mỹ này, dân dân Mỹ này, dân Việt Nam, tôi nói cho Việt Nam baby, ai cũng hiểu. Và tao cũng đã từng nói chuyện trên cái live của mày hiện giờ, và cái thằng Việt Rai nó cũng đưa ra cái sự thống kê của bác sĩ Mỹ và cái người nghiên cứu về vaccine, thì họ mới nói một cái điều này là vaccine Trung Quốc hiện giờ là đang mắc nhất thế giới và đang tốt nhất thế giới, và trong khi đó 80 nước đang đấy. Cái đó điều đó là cái Bộ Y tế đưa WHO đã xác nhận điều đó và lưu hành trên toàn thế giới. Nó có ở Trung Quốc nó có 3-4 loại vaccine là chứ không phải riêng một loại. Đúng cái rồi. Cái Sinopharm rất là tốt thì đó, nhưng mà tụi nó vẫn bán thường bởi vì nó cố chủ trương là phá Việt Nam, nó phá phách tuyên truyền, chứ không phải nó không biết, nó biết nhưng mà nó vẫn cố tình chống đối. Thì ta cũng đã từng nói rồi, đó là những cái chiêu bài mà tẩy chay Trung Quốc để mà làm hại người dân mình. Trong khi đó ta nói thẳng mày, 90% 100% người dân thiệt vì người Việt Nam không ai không ưa Trung Quốc cả, không ai ưa. Nhưng nào ra cái đó, y tế là y tế, còn thù địch là thù địch, chiến tranh là chiến tranh. Mày đừng có lạm dụng, đừng bỏ cái này xỏ qua cái kia. Những đầu óc của những người đứng đầu ngành Việt Nam mình, họ không phải là dở, họ không phải là không biết mấy đâu loại nào tốt. Rồi bây giờ bằng chứng là cái Pfizer của thằng Mỹ hiện giờ qua nước Nhật chết quá trời kìa, bị có chất lạ trong vai trong 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 thuốc. Rồi ở Mỹ này thì thống kê là bữa nay là trên 12.000 người rồi, trên 12.000 người chích thuốc đó mà có bị phản ứng phụ và bị chết đó, là 12.000 người. Thì nói như vậy, nhưng mà cái thằng vaccine Trung Quốc thì chưa hề bị chết lần nào đó. Thì bao nhiêu đó thôi dù hiểu, nhưng mà tụi nó đã cố tình xuyên tạc thì nó vẫn là nó bỏ cái yếu tố đó và nó vẫn xuyên tạc như thường, bởi vì nó biết đúng là rồi. Cái người dân của mình rất là ghét Trung Quốc đã vậy thôi, cái người tao nói chuyện với một người khác thì nó còn 50-50, nhưng một cái ông cha đạo mà vô nhà thờ mà giảng đừng bao giờ chích Trung Quốc thì người dân đó 100% là nghe theo. Nó thẳng là vậy. Ở đây ta không gom hết, nhưng mà tao mới nói là những người linh mục xấu, những người linh mục nó có tư tưởng phản động thì lúc nào con chiên họ cũng y chang như họ. Thì thằng muốn cũng là công giáo mà nó là người công Trung Quốc, mà nó vẫn xác nhận là cái điều ở trường Gò Vấp đó cũng có một vài phật tử ở những cái xóm đạo họ không chịu chích vaccine Sinopharm cho đến khi mà chết quá rồi bắt đầu đòi đem ra chích. Mà khi đem ra chích là chích dùng cục, có nghĩa là bị tổng cục, nó quá liều, nó quá quá hiểu không. Thí dụ như 100.000 dân nhất định không chích, đùng một cái 100.000 dân đòi ra chích, đủ chích liền đấy, kéo đi kéo đi đúng rồi, thiếu thiếu hụt vaccine này. Đúng rồi, nó làm quá mà tự nhiên đụng cái sợ chết, làm quá mà khổ vậy. Thì cái điều đó cũng đáng mừng, đáng mừng chỗ là họ đã nghĩ, họ đã biết và họ tự giác họ đi chết, thì mình cũng rất là mừng thôi. Thì thay cho ông nói vậy thì thay cái dấu hiệu ra mình cũng rất là mừng, mừng ở chỗ là thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ có chiều hướng là coi như đang đi xuống. Cái điều đó mà hy vọng là chừng vài tuần tới nữa, nghe nói thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục 2 tuần nữa giãn cách tăng thêm. Dạ đúng. Đúng rồi, thì tao nói đúng rồi. Tao nói rồi, cái gì mà tao lại không biết, mà cái điều tôi biết không cặn kẽ thôi, tao không biết được chính xác rồi tao có báo cáo hết thì tao có báo cáo, cái là báo cáo hay là lo gì đủ 5-6 bài vợ bởi mà học báo cáo thì được đúng không. Thì đây con đại đại con xin con trả phép trả lời cái câu comment của bạn Võ Nguyên Hoàng vậy đó, thì có thể chắc cái thông tin của bạn nắm không rõ hoặc bạn nghe người ta nó thông tin nó phân tích cho bạn không chính xác á. Thì tôi nói bạn nghe bạn Võ Nguyên Hoàng ơi, tức là không phải họ cấm nha, thành phố Hồ Chí Minh phải cấm, tức là ra đường có chọn lọc. Chọn lọc cái gì cụ thể, ví dụ như là những người đã tiêm đủ 2 mũi hoặc tiêm đủ 1 mũi mà nó thời gian nó hơn 14 hoặc 15 ngày gì rồi ha, thì phối hợp với có giấy đi đường á, thì họ thành phố chính quyền họ cho đi ra đi đi giống như gọi đi chợ đó đó, chứ không phải là cấm hoàn toàn. Và cái điều này á cơ bản là tốt để nằm trong cái công tác phòng chống dịch luôn đó, có nghĩa là những người đã có vaccine rồi, có vaccine trong người rồi thì nó sẽ đỡ bị miễn dịch, đỡ bị nhiễm và đỡ cái vấn đề lây lan, cho nên là họ là như vậy, họ kiểm soát, cái đó gọi là kiểm soát chứ không phải là cấm nha bọn Võ Nguyên Hoàng, cho nên mình đừng nghĩ sai. Còn vấn đề mà quét mã QR á để làm gì, để cho nó nhanh, cái thao tác nó nhanh và nó thuận tiện, tức là họ sau này họ sẽ thống nhất lại một phần mềm của quốc gia và xài chung một cái ứng dụng đó thôi, tức là toàn bộ người dân là sẽ có những con số ở trên cái mã QR đó và sau này sẽ áp dụng chung cho toàn quốc đó, bạn nên hiểu là như vậy. Đồng ý với bạn. Phản đối là cái anh chàng Võ Nguyên Hoàng này nói còn một cái câu là tăng chết đói 2 tuần nữa, cái này mày hay xuyên tạc rồi.
Từ hôm trước tới giờ, bắt đầu đầu dịch tới bây giờ, tao chưa hề thấy ai chết đói cả. Tao cũng đã từng nói cho trên live của mày rồi, hồi xưa kìa, cái ngày mà mới vừa giải phóng xong rồi mấy, mới vừa giải phóng xong thì ở Việt Nam mình nó có xảy ra chiến tranh biên giới năm 1979, rồi biên giới Tây Nam phía Bắc, rồi cái mà lúc đó là coi như là ăn bo bo với lại gạo, là không có gạo lứt để mà ăn, ăn bo bo với lại cái bột mì mà không thể chết đói được. Mà đã vậy còn nhớ người mà đi kinh tế mới mới còn mới là mấy giờ ghê nữa, lên ăn củ mì mới là mày sai thấy mẹ luôn, mà cũng không. Bố Cầm ơi, con xin lỗi bố cái bạn của bố Nguyên Hoàng ơi, thì tôi nãy giờ tôi cũng chưa gì xúc phạm bạn đúng không? Mà bạn mang tiếng bạn Việt kiều Mỹ phải không? Bạn Việt kiều À, Mỹ hả? không biết, không biết, vô Không không biết biết hả? thì Cho không biết. là không phải Việt kiều Mỹ đi. Không phải Việt kiều đi ha, chỉ là một con người thôi đúng không? Con người đứng bằng hai chân cái gì? Đúng không? Thì tôi chỉ nói bạn thế này, tức là nãy giờ tôi chưa xúc phạm gì bạn hết, đúng không? Tôi giải thích cho bạn hiểu. Bạn có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Cớ sao bạn lại vô cớ bạn chửi tôi? Đúng không? Cái luận điệu bây giờ mà chửi, tôi nói cho bạn nghe, thế kỷ 21 rồi, đừng có chửi, không được gì đâu. Bạn chửi á thì những người trên đây họ chỉ nhìn bạn với ánh mắt mà bạn là mặt cái giống loài gì đó bốn chân chứ không phải hai chân. Nha. Mình lớn rồi. Có ăn học, cha mẹ cho ăn học, cầm được cái smartphone, đúng không? Chơi được cái Facebook, cầm được cái comment, viết những lời lẽ rất tốt thì mình thể hiện cái người có văn hóa, đúng không ạ? Nãy giờ tôi đâu có xúc phạm gì bạn đâu. Tôi chỉ chia sẻ quan điểm của cá nhân tôi với bạn, bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý, đúng không ạ? Đúng không? Chứ ở đây là chúng ta đâu có xúc phạm gì nhau đâu, cớ sao vô duyên vô cớ bạn lại chửi tôi. Như thế là bạn thể hiện cái văn hóa gì vậy? Đúng không bạn Võ Nguyên Hoàng nha, rút kinh nghiệm đi, đừng vậy. Không tốt đâu, đúng không? Mình cầm được cái smartphone rồi chứng tỏ là mình cũng người có học hành đàng hoàng chứ, đúng không? Mà nếu bạn mà làm Việt kiều nữa thì thôi thôi thì không còn gì để nói nhé. Bởi vì Việt kiều đa số là sống ở những nước văn minh không à. Văn minh văn hóa tốt lắm, đừng vậy. À, con xin chia sẻ bố tiếp thì cụ thể ở Bình Dương á, Bình Dương thì tức là họ kiểm soát tốt. Kiểm soát tốt, mặc dù bố thấy tức là Bình Dương á mà bị sau cái dịch nó bùng sau. Mà cái tốc độ lúc mà nó tăng dịch tôi thấy rất là ghê không? Mặc dù dân số ở Bình Dương á, là chỉ có cỡ 1/4 dân số thành phố Hồ Chí Minh thôi Nhưng mà ở mà Bình Dương á, nó có cái chỗ này con à, nó ít dạ dân hơn Bình Dương nhưng mà lại khu công nghiệp ở Bình Dương như Thủ Đức rất là nhiều, dạ đúng rồi nhà trọ đó rất là nhiều, và những công nhân làm những nhà máy hợp tác với nước ngoài rất là nhiều, chẳng hạn như là dài dài nè, dài Adidas nè, rồi Jeep, rồi may mặc nè, các cái rất là nhiều. Hơi như buổi chiều tức như là cái cầu vượt sóng thần đó, con thấy cũng khủng khiếp nữa thôi, đúng hầu như nó đang nghe. Vì chỗ đó mà rồi sự lây lan nó sẽ nhiều hơn, chứ không phải bởi vì nó có dính líu tới vấn đề công sở hoặc là những cái xí nghiệp ở dưới rất là nhiều. Thì cái chuyện bây giờ nó đang lây lan thì mình phải hiểu là nó cũng xuất phát theo bố hiểu nha, thì cũng do xuất dạ phát do mà công nhân mà ra, bởi vì nó quá đông, bởi vì nó dày đặc mà nhà bố qua con cũng còn có 3 phòng trọ phía sau lưng nhà cho tôi thuê, mà nhà bà ngoại mất rồi đó đó. Thì bây giờ dạ trong 3 cái nhà trọ đó thì một nhà đã vào trong bình cách ly rồi, một gia đình đi vào trong cách ly rồi, còn chỉ có một thôi đó. Cái việc đó anh đã bố hiểu rõ, ở Bình Dương rất là đông dân nó tập trung, chứ nó không phải trải dài ở đâu, nó không phải dài toàn bộ tỉnh Bình Dương đâu, nhưng mà nó ở Đúng cho không? mỗi khóm ngay chỗ khu công nghiệp đấy, rất là rất Tại là tập. vì bố mọi người biết ở Bình Dương đó, nó gần 70 khu công nghiệp. 70 khu nha. Rất là lớn. Và toàn những khu công nghiệp lớn không à. Ví dụ như hiện tại ở Bình Dương là nó có 3 khu nội, 3 khu công nghiệp V-Ship. V-Ship là của liên danh với thằng của Singapore đó. Nó V-Ship 1, V-Ship 2 và nó gọi là một cái nữa là V-Ship 2 mở rộng. Đó, còn cái ông sóng thần 1, sóng thần 2 và sóng thần 3 là những cái khu công nghiệp lớn á, rồi Lớn khu công hả? nghiệp Đồng Đăng, khu Đồng An Quá rất là trời lớn. luôn. Tôi nói là ở khu vực ở Bình Dương là hầu như Bình Dương thì ráp danh với Thủ Đức, mà tôi nói cho mày nghe là hầu như ở đó toàn bộ là đều là công nhân cả, hầu như là Dạ đúng rồi. 90%. Cho nên vì đó là cái sự lây nhiễm, mà cũng có nhiều giải pháp là những người chủ sở hoặc chủ hãng thì có nhiều nhiều nơi thì cho công nhân ở lại cất nhà trong đó, cất nhà tạm để cho ngủ lại, để khỏi phải ra xã hội, để khỏi bị lây nhiễm, thứ nhất. Thứ hai là, nhưng mà cũng 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 ít thôi, chứ không không làm sao mà đầy đủ được, mấy chục ngàn một 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 cái hàng một cái hãng vậy, là mấy chục ngàn công nhân thì làm sao mà chịu nổi. Tôi nghĩ chắc có lẽ cũng cái này không thể nào mà vung tay quá tráng được hết trơn, nhưng mà mình nghĩ chắc là lẽ
không biết nói sao, nhưng một cái điều là ta nghĩ Bình Dương á, theo tôi nghĩ Bình Dương mà đã bị chắc là khó lâu khó khó là khó hơn là ở thành thành Đúng phố, bố, lo khó lắng hơn rất là là thành phố nhiều. Lúc trước khó. là đa số người dân và chính quyền cũng vậy, các cấp cũng vậy, các ban ngành họ lo lắm, họ rất là lo cho Bình Dương. Bởi vì như như bố đã nói, đặc thù của Bình Dương là công dân nhiều, Công và dân nhiều đặc biệt lắm. là ở cái khu công ở khu nhà trọ đó, khu nhà trọ chung với nhau đó, thì cái không gian nó chật hẹp Đúng rồi. và sinh hoạt cái mật độ mà dân số thì nó đại, nó Quá tập lại dày, rất là quá đông, dày, quá dày đó, quá dày. đâm ra là cái môi trường nguy cơ để nó lây lan dịch bệnh rất là nhanh và rất là rộng. Bố thấy không, một trước là công bố lên số ca Bình Dương lúc nào ngày cũng mấy ngàn nó làm dù dù rất là Làm sợ. lớn quá, rất là Nhưng sợ. mà đặt nó hay cái là tức là cái vấn đề mà cái phòng bệnh viện dã chiến đó, họ chữa trị á, họ làm rất khoa học. À, đâm ra là cái số ca tử vong nó thấp. Mặc dù số ca nhiễm rất là cao, như là cỡ thành gần bằng thành phố hoặc là có ngày nó hơn. Nhưng mà số ca tử vong thấp. Và dẫn đến câu chuyện giống như nãy Việt Rai là hỏi đó, nó rất rất cười. À, bố nhớ vài bữa trước là có đoạn clip mà quay cái cảnh khu cách ly tập trung mà những người ở trong đó họ 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 Dành muốn giật thức bạo ăn loạn để hả? họ giành cơm đà, đúng rồi, đó, giành giành thức ăn. Thì tới giờ hiện tại cũng là ở cái khu đó nha, cũng là khu bệnh viện dã chiến đó để chữa trị đó, thì những người F0 mà đã chữa trị hết bệnh được đủ tiêu chuẩn xuất viện đó, thì họ Ở lại không chịu lại về. khu, ở lại. Họ không chịu về, họ ra thì xuống hỏi thăm thì như thế nào, thì họ trả lời bây giờ thứ nhất là về bây giờ là vẫn phải giãn cách, cái đó là được, phải đúng thôi, vẫn phải giãn cách, tức là cái họ lo lắng về vấn đề việc làm, công ăn việc làm đó đó. Họ bảo là ở trong đây thì hiện tại là cái mức ăn, đời sống an sinh xã hội hàng ngày nó ổn quá rồi, được ăn uống ngon lành tiêu chuẩn nó đầy đủ, hôm nay bây giờ về thì sợ không, ở dưới là không có cái để ăn, hôm nay họ không chịu về. Đó, để trả lời cho Nhắc cái việc nhắc rồi. nhắc nhắc cái chuyện đó, tại vì chắc ở đây Việt Nam nó biết này, báo nó mới đăng là có một ông kia ông thất nghiệp vì vợ đuổi ra khỏi nhà, ông không biết làm sao mà đói bụng quá, với ông vô ông mới nói ngân hàng đủ mà tan cắp tiền, tan tao vô tao tao, tao gì đó đã là coi như ăn cướp nè, mà cướp có một đồng thôi, ăn cướp một đồng, ăn cướp một đồng thôi, biết chi rồi để có cái cớ để mà cảnh sát có thể bắt ông, cho ông vô trong đêm không. Có nghĩa Có, ở ngoài đồ mã quá cũng có, cũng có vài trường hợp đó. Dạ đúng rồi, cũng có vài trường hợp đó. Ờ, con biết mà, hồi xưa ở gần xóm con ở đó cũng có vài trường hợp, gọi tụi con gọi là gì, là những người tù chuyên nghiệp, tù già, tù chuyên nghiệp, tức là sao, họ không thích cuộc sống ở ngoài xã hội, họ quen rồi, họ trong đó, họ vào trong đó để họ thể hiện cái gì mình không hiểu, nhưng mà họ vào trong đó họ lại có Nhất cuộc là sống, có thu nhập. Đó thứ nhất là cơm ngày hai bữa có sẵn là không có sẽ đói, rồi đúng rồi. đó, rồi vô chỗ đó trường hợp là thể hiện là đại ca đại cụng gì đó, đó là có cuộc sống, thì đâm ra nhiều khi mới ra vài ngày à, là kiếm cái chuyện gì đó vi phạm để đi vô tù ở tiếp. Để nâng cơ Có tu đâu à, khổ ở đó trường rồi. hợp sao con biết, con có gặp Rồi trường hợp đó. rồi con chia sẻ gì nữa không? Ok Thì đó, thì có con lên, muốn ok lên chia sẻ cho bố gì mấy đó ý gì vậy đó, bố đó vậy hỏi thì con là rồi, ok cai vậy biết là gì, nắm biết cái đủ gì thì rồi, con giải đáp cái đó. Dạ nắm đầy đủ rồi. Thì trên cái đà này thì tao nghĩ là 2 tuần giãn cách nữa thì có nghĩa là nó sẽ thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ xuống thấp nữa, và có thể là cũng cả tháng nữa, và ta hy vọng là nó sẽ có. Bây giờ hình như là Việt Nam mình đang nghiên cứu cái vụ mà cái hộ chiếu vaccine á, không biết nó có à. thực hiện được chưa, hoặc là nó có đưa vào thực hiện đúng chưa. Thì mới nếu mà được hộ chiếu vaccine mà nó đã coi như là cái sự bệnh dịch của mình mà nó thuộc về cái dạng coi như nó đã Sống chung với kiểm dịch. kiểm sống chung với dịch được rồi, thì nó mở cửa để tao cũng về được, nó chắc không chắc chết quá, không có để ở bên này hoài. Cái vấn đề nó thế này bố, có nghĩa này nè, trước mắt vừa rồi bố cũng có thêm cái thông tin là 300 mấy chục người đúng không? Có 345 Đó là người đã về cái chiến có thử nghiệm một, cái thứ nhưng hai mà nữa. 345 người đó theo tôi nghĩ là họ không phải về bình thường, không phải là người quốc tịch Mỹ, mà cái người đó là người Chuyên người gia. người chuyên gia bị kẹt Có thể là lại, chuyên gia việc làm, dạ, có bị thể là chuyên vậy. gia bị kẹt lại. Chứ còn hiểu với người mà như tao thì chắc là không có trong danh sách đó rồi. Ví dụ những người đi du lịch tham quan hoặc là bị kẹt lại những cái đợt trước, rồi thứ hai người ta đi trị bệnh, rồi xong rồi thứ ba nữa là coi như những người quan, những người đi công tác nước ngoài bị kẹt lại, nói chung là rồi du học sinh nữa, tôi gom lại hết rồi được còn 300 mấy chục người. Thì cái đó là còn tao nằm không phải nằm trong cái diện đó, nhiều khi cũng không được. Mà điểm thứ nhất, điểm thứ hai nó cũng khó khăn à, thì nghe nói là cái Bamboo Airways á,
thì nhà nước Mỹ cho phép ba ba chuyến bay thẳng đúng không? Ba thẳng là một là ở Los Angeles, hai là ở San Francisco, còn hai ba nữa là ở đâu tao quên mẹ rồi, nhưng mà nó không có phải ở tiểu bang của bố. Bố muốn đi cái điều đó, bố phải mua vé cái, ở chuyến bay đó, nó phát xuất từ chuyến bay đó ở ở Cali, thí dụ là vậy đi. Thì bố ở đây, bố phải đáp một cái chuyến bay từ đây qua Cali, ăn dầm nằm về để chờ cái chuyến bay đó. Dạ. Tao nói vậy mày hiểu không? Chứ ở cái tiểu bang của bố thì không có cái đường bay thẳng qua bên Việt Nam. Nó chỉ có ba chỗ thôi. Một là ở Los, hai là ở đâu ta? Tao quên mẹ rồi. Ở Houston hay là ở Cali gì đó. Lại hai là ba nơi thôi. Mà nó không phải là ở chỗ của bố. Ờ, thành ra muốn đi cái chuyến bay đó, nếu đăng ký thành công thì cũng phải từ đây qua bên Cali, rồi từ Cali mới về Việt Nam. Và được một cái hình như nó bay thẳng, nó không nghỉ, từ từ đó về Việt Nam luôn, chứ nó không qua trung gian, nó không qua một đất nước thứ hai, thì nó cũng đỡ, cũng tốt. Nghe nói cái 20 mấy con tiếng, thì con, 2 tiếng à? Dạ, con thì con nghĩ thế này nè, tức là trong cái thời gian này Đà nè, Lạt, đúng rồi, đúng rồi. À, họ, trong thời gian này họ vừa phòng chống dịch bệnh và họ vừa có cái gì đó giống như là họ thí điểm về cái việc mà hộ chiếu vaccine như bố nói đó. Bằng điển hình cụ thể là cái trường hợp vừa rồi là 345 người đúng không? Cái đó là tầm quốc tế. Thứ hai là bố có vừa nghe cái thông tin là cho phép mở cửa khu du lịch, tức là du lịch Phú Quốc chưa? Chưa, chưa, có vụ nghe đó, chưa nghe. Cho phép là tức là làm du lịch ở đã ở Phú Quốc. Rồi. Đó, tại cái đó cũng rồi. Có hay nữa chứ dạ. Tức là nó phải tách biệt ở đất liền để làm chi? Dạ. Để mà người ta kiểm tra cái bệnh dịch đó. Đó. Nếu nó xảy ra nó bùng dịch đó, thì đó. Chỉ có Phú Quốc mà thôi. À, cái đó thì cái thế này bố con nghĩ thế này, tức là họ làm như từng cái nhỏ trước để làm gì, thí demo điểm làm thử dạ, điểm thử, nhưng mà thí điểm là chủ yếu là thí điểm về điều gì, thí điểm về cái quản lý đó. Đó, vì nếu mà được thì họ sẽ nhân rộng mô hình đó ra các tỉnh. Và tại sao họ đang tức là cụ thể ở Bình Dương con nè, bây giờ thực tại là trong địa phương, tức là cùng một phường á, là hiện tại là đi 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 lại thoải mái nha, trong một phường, tức là đi lại trong phường là thoải mái, nhưng mà đi qua phường khác thì phải xuất trình giấy, thí dụ như là đã tiêm vaccine hay là giấy đi chợ gì để xuất trình đi qua cái phường khác đó. Và trong vòng mà họ thử nghiệm mà thí điểm mà 7 ngày hay 10 ngày đó, nếu được bắt đầu làm thông tin là 10 hình như là vài ngày nữa là họ sẽ cho đi liên liên tỉnh luôn đó, liên tỉnh hy vọng nó giảm xuống dưới đó. Mức cho phép, có nghĩa là mình hy vọng là đất nước mình là nó giảm xuống và nó bệnh dịch thì nó giảm xuống một cách tối đa, thì đương nhiên bây giờ nó sẽ mở lại thông thương trở lại thôi, cái điều đó dạ họ làm từ từ em bố, từ từ đó. Ok quá, con nghĩ rồi. Là chủ yếu là họ họ thí điểm để coi cái tầm quản lý có tốt hay không, có kiểm soát được hay không, nếu mà được á, thì họ sẽ làm dựa theo cái mô hình đó để họ làm rộng ra, nhân rộng ra, và có thể là sau này là bố có thể yên tâm về vấn đề là hộ chiếu vaccine từ rồi, Mỹ đi vào Việt okay. Nam đó, ý con thấy là vậy đó. Vậy là quá tốt rồi, nếu mà tương dạ. lai vậy là quá tốt rồi. Ok, có việc ride nè, tao lôi việc ride lên chơi nha. Dạ ok bố, con xuống okay. Nha, xin chào rồi. Mọi người.